chào các bạn, mình tên là Kim Ngân. Rất vui được gặp các bạn trong chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn ơi, Giáng Sinh sắp đến rồi đúng không nào? Giáng Sinh hay còn tên gọi khác là Noel, là ngày Chúa Giêsu ra đời. Vào ngày này có rất nhiều điều thú vị như là được ông già Noel tặng quà, được trang trí cây thông Noel, được đi dạo phố. Trong số đó, mình thích nhất là được ông già Noel tặng quà. Và mình mong muốn ông già Noel tặng cho mình những cuốn sách thật hay để mình trở thành một người tốt. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích món quà nào vào đêm Noel? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.